Trở lại chương trình của The VLKT News, và trên mảnh chúng ta không đâu khác đó là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho tiểu bang Ohio, ông Bernie Moreno. Cuộc chiến tại tiểu bang Ohio là một cuộc chiến rất phức tạp để có thể giữ vững cái thành trì của đảng Cộng Hòa và lấy lại cái thượng viện cho họ hay không, phải là một câu hỏi vô cùng lớn. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa trên mảnh chúng ta là một ứng cử viên Bernie Moreno trong cuộc đua sơ bộ nóng bỏng của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Ohio. Ngày hôm nay chính thức một tin vui là ông Mike Lee đã tán thành ứng cử viên này. Ông Mike Lee là một thành viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Utah, cùng đại diện cho Mitt Romney. Bernie Moreno là một doanh nhân thành đạt, một người đứng phía ngoài cái chính trị, là một người bảo thủ hiến pháp mạnh mẽ. Ông Mike Lee tuyên bố: "Tôi tự hào cùng với đồng nghiệp J.D. Vance ủng hộ ông Bernie Moreno vào thượng viện của Hoa Kỳ, vì cả hai chúng tôi biết rằng chúng tôi rất cần bầu ra những người bảo thủ có nguyên tắc hơn, những người có đủ can đảm đứng lên để chống lại cái giới cầm quyền của cả hai đảng phái chính trị, và tôi tin tưởng rằng Bernie Moreno cũng làm điều đó." Moreno đã phát động một cuộc chiến dịch tranh cử quảng cáo trị giá 2 triệu đô la trên toàn tiểu bang, nhằm đi bật sự ủng hộ của ông đối với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. "Chúng tôi có một biên giới an toàn, chúng tôi có ma túy và nạn buôn người tràn lan tại biên giới phía Nam. An toàn dưới thời của Trump, rộng mở dưới thời của Biden. Điều đầu tiên chúng ta cần phải hoàn thiện đó là bức tường để cho phép quân đội của Hoa Kỳ quét sạch những băng trí Mexico ra khỏi cái đất nước này." Trong khi đó, ông Andrew, cựu nhân viên tòa bà đắp của ông Trump và chiến lược gia của đảng Cộng Hòa, lưu ý rằng ông Lee, Vance, Rubio, Newt Gingrich và cựu dân biểu Lee Zedin, Kerry Lake, Charlie Kirk, Richard Graney và nhiều người khác đã tán thành quan điểm của ông Moreno vào cái chức vụ thượng viện. Cái đảng Dân Chủ đa số hiện giờ đáng 51 phiếu. Nếu mà đảng Cộng Hòa mà lật được phiếu này tại tiểu bang Ohio, thì đảng Cộng Hòa sẽ nắm lại cái thượng viện của Hoa Kỳ chúng ta. Và đây là một đoạn quảng cáo quan trọng của ông trong chiến dịch tranh cử cho 2024 trên thượng viện. Bernie Moreno puts America first, and we'll secure our southern border. We have a completely wide open border where you have drugs and human trafficking streaming through our southern border. The first thing we have to do is we have to finish the wall and then allow the U.S. military to wipe the Mexican drug cartels off the face of the earth. We need to put America first and make that happen. We love Ohio and we love Bernie Moreno. Conservative outsider Bernie Moreno for Senate. Thông điệp của ông có vẻ như nhấn mạnh sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Và đương nhiên cái ghế tại tiểu bang Ohio là một ghế quan trọng, đến cái mức độ mà đảng Cộng Hòa phải đổ rất là nhiều tiền vào đây, và đảng Dân Chủ sẽ đổ rất là nhiều tiền để defend cái ghế này. Như tôi nói, trên thượng viện chúng ta có 51 ghế, trong khi đó cái đảng Dân Chủ có 40, ở đảng Dân Chủ 51 ghế, chúng ta có 49 ghế. Nếu chúng ta lật cái ghế của ông Joe Manchin tại tiểu bang West Virginia thì chúng ta là 50-50. Nhưng nếu ghế này chiến thắng cho 51 mà ông Trump chiến thắng, chúng ta có thể bảo đảm được những nghị trình quan trọng của đảng Cộng Hòa trên thượng viện cho 2024. Vì nào tại tiểu bang ở Ohio hãy tiếp tục xuống đường để biểu tình bỏ cái lá phiếu này cho ông Bernie, đương nhiên mà Reno, và trên mảnh chúng ta nhận viện ông một lần nữa, và đây là tấm hình của ông. Đây, kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của chương trình là 657, và hẹn gặp lại trong chương trình của The VLKT News tiếp theo. Chào tạm biệt.